Từ ngày 1 tháng 10, Nghị định 91 năm 2020 đã chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm mới của nghị định này là sự xuất hiện của quy định về danh sách không quảng cáo. Danh sách không quảng cáo là tập hợp số điện thoại mà người có quyền sử dụng điện thoại đó đã đăng ký không chấp nhận bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo, tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo nào. Người quảng cáo, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet không được phép gọi điện thoại quảng cáo, gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo, gửi tin nhắn quảng cáo tới bất kỳ số điện thoại nào trong danh sách không quảng cáo. Tổ chức cá nhân sử dụng dịch vụ viễn thông có quyền đăng ký hoặc là rút ra khỏi danh sách không quảng cáo với số điện thoại thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình. Việc đăng ký chỉ cần thực hiện một lần duy nhất thông qua tin nhắn. Thưa quý vị và các bạn, dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều nước trên thế giới. Điều này khiến cho cuộc sống của cộng đồng người Việt ở nước ngoài cũng gặp không ít khó khăn, đặc biệt là trong việc chăm sóc sức khỏe, khi việc đến những cơ sở y tế tại nước sở tại cần phải hạn chế để đảm bảo không bị lây lan dịch bệnh. Vì thế mà nhiều kiều bào xa tổ quốc đã tìm đến ứng dụng khám bệnh từ xa VOV Bác sĩ 24, ứng dụng di động giúp cho họ kết nối trực tuyến với các bác sĩ đầu ngành tại Việt Nam và nhận được những tư vấn y khoa chính xác kịp thời. Ghi nhận của phóng viên VTC tại một số quốc gia trên thế giới. Saint Petersburg, thành phố lớn nhất thứ hai của Liên bang Nga, bắt đầu giai đoạn chuyển mùa. Thời tiết sang thu đã bắt đầu trở lạnh, cũng là thời điểm dễ nhiễm bệnh do thay đổi thời tiết. Chị Hồng Hoa, một người Việt sinh sống đã lâu năm tại Saint Petersburg cho biết, chị đang rất lo lắng cho con trai 2 tuổi bởi bé có biểu hiện cúm mùa. Nhưng việc đưa bé đến bệnh viện lúc này rất dễ bị lây chéo COVID-19, cũng như vốn liếng tiếng Nga trong lĩnh vực y tế của chị chưa đủ để giao tiếp với bác sĩ. Phần mềm này rất là dễ sử dụng và thuận tiện, nhất là đối với những người Việt mà đang sống ở nước ngoài, bởi vì khi mà mình được trò chuyện với bác sĩ thoải mái để trao đổi những cái vấn đề mà liên quan đến tình hình sức khỏe của con, nhất là trong cái thời gian dịch bệnh như hiện nay. Anh Vũ Thế Duy là một người Việt đang sinh sống tại thành phố Nagoya, Nhật Bản, cũng thường xuyên sử dụng ứng dụng VOV Bác sĩ 24 để được thăm khám khi cần thiết. Tiếng thì không biết, bởi vì mình đang lên nước ngoài, nên em nói chị qua là chị về cho uống thuốc, thì em nghĩ nó vẫn chưa hài lòng mấy. Thế em mới tìm đến cái VOV 24 giờ này để em muốn được tư vấn kỹ càng hơn. Việc được kết nối trực tiếp với các bác sĩ Việt Nam sẽ rất hữu ích với kiều bào xa tổ quốc, khi mà sự bất đồng ngôn ngữ cũng là một rào cản để các bác sĩ ở nước sở tại có thể đưa ra lời khuyên chính xác nhất cho bệnh nhân. Với những người Việt ở nước ngoài thì đương nhiên một cái khó khăn đầu tiên đấy là cái bất đồng ngôn ngữ. Kể cả giữa người Việt với nhau, nhưng nếu ở dân tộc khác nhau, cách mưu tả khi chúng ta còn khó hiểu nữa là với một cái ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ với mình. Khi mình sang đấy thì không phải ai cũng thành thạo cái tiếng bên đấy. Và khi mình mô tả một cái triệu chứng nó chỉ khác được một tí thôi, thì ngay lập tức bác sĩ sẽ hiểu nó là bệnh khác rồi. Khi người Việt với nhau thì mình trao đổi thì mọi cái triệu chứng cũng như là cái ngôn ngữ của mình thì mình nó dễ hiểu. Thì người ta cũng dễ bộc bạch những cái tâm tư của người ta hơn, người ta dễ nói thông báo những cái triệu chứng của người ta đầy đủ và chính xác hơn, thì cũng giúp cho bác sĩ rất là nhiều trong việc là hỏi bệnh cũng như là có thể tư vấn và kê đơn thuốc cho bệnh nhân. Ứng dụng VOV Bác sĩ 24 đang ngày càng được nhiều bà con trong cộng đồng người Việt ở các nước biết đến. Đây cũng là một giải pháp giúp người Việt ở nhiều nước có thể an tâm khám bệnh khi dịch COVID-19 đang bùng phát trở lại ở nhiều quốc gia. Qua một thời gian triển khai, chương trình khám bệnh trực tuyến qua ứng dụng VOV Bác sĩ 24 đã phát huy hiệu quả, nhất là trong thời kỳ dịch COVID-19. Số lượng các cuộc gọi video call của người dân trên mọi miền tổ quốc tăng cao trên ứng dụng. Bộ Y tế cũng đã có công văn đề nghị các bệnh viện ở 63 tỉnh thành cử bác sĩ trực trên ứng dụng VOV Bác sĩ 24 để kịp thời thăm khám và tư vấn y khoa cho bệnh nhân. Để hiểu rõ hơn về chương trình ý nghĩa này, xin mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc trò chuyện giữa phóng viên VTC1 và ông Trần Anh, giám đốc kênh VOV FM 89 Đài Tiếng Nói Việt Nam, đơn vị triển khai ứng dụng VOV Bác sĩ 24. Xin chào ông, cảm ơn ông đã nhận lời mời phỏng vấn của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Ông có thể cho biết quan điểm của mình về ý nghĩa của cái đề án khám chữa bệnh từ xa mà do Bộ Y tế ban hành trong cái giai đoạn từ 2020 đến 2025 thưa ông? Theo tôi thì Bộ Y tế, Bộ Thông tin Truyền thông đã rất là nhanh nhạy và đáp ứng được cái thời đại công nghệ số, chuyển đổi số.
Bộ Y tế đã đưa ra cái đề án triển khai khám chữa bệnh từ xa giai đoạn 2020 và 2025. Đây là một cái đề án tổng thể và cũng đáp ứng được cái nhu cầu của nhân dân, phù hợp với lại cái sự biến đổi của công nghệ, nhất là trong thời đại 4.0. Vừa qua thì Bộ Y tế, Bộ Thông tin Truyền thông và Đài Tiếng Nói Việt Nam thì đã triển khai cái chương trình khám chữa bệnh trực tuyến qua ứng dụng VOV Bác sĩ 24, và đây là một cái chương trình miễn phí. Cái chương trình này đã phát huy hiệu quả như thế nào đối với người dân ạ? Thì ứng dụng VOV Bác sĩ 24 là một ứng dụng tạo điều kiện cho bệnh nhân và bác sĩ được trực tiếp gặp nhau thông qua video call. Qua đó bệnh nhân có thể nhận được những lời tư vấn, thậm chí có những bệnh đơn giản thì bác sĩ có thể khuyên bệnh nhân và trực tiếp cũng thể kê đơn cho bệnh nhân ở những cái bệnh đơn giản. Điều đó sẽ làm giảm tải cho bệnh viện, và một điều rất quan trọng đấy là bệnh nhân sẽ không phải tới bệnh viện khi chưa thật cần thiết. Cứ 10 bệnh nhân đến bệnh viện thì thực ra chỉ cần đến 4 người là thực sự phải đến bệnh viện, mà trong 4 người đấy thì chỉ có đến 2 người là thực sự là phải đến bệnh viện trung ương. Những bệnh viện lớn còn lại là có thể ở những bệnh viện huyện hoặc bệnh viện tỉnh là có thể giải quyết được cái vấn đề của bệnh nhân. Thông qua cái ứng dụng VOV Bác sĩ 24 và thông qua cái chương trình đề án tư vấn khám chữa bệnh từ xa của Bộ Y tế thì sẽ giúp ích cho bệnh nhân, không phải đi lại, không phải tốn thời gian, không phải mất tiền bạc, và hơn nữa là các bệnh viện sẽ được phân bổ tải nó đều hơn, tránh tập trung vào một số bệnh viện. Bộ Y tế đã có công văn chỉ đạo cho các bệnh viện trực thuộc Bộ và các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế của 63 tỉnh, thành phố triển khai đồng bộ, mỗi bệnh viện là có các bác sĩ tham gia trực để tư vấn miễn phí cho nhân dân trên toàn quốc. Cái đánh giá của ông về cái hiệu quả của cái chương trình tư vấn trực tuyến miễn phí qua ứng dụng VOV Bác sĩ 24 như thế nào? Nhất là trong cái giai đoạn mà dịch Covid-19 đang bùng phát và người dân thì cần phải hạn chế ra đường và đến những nơi đông người như hiện nay thôi. Hiện nay mỗi một ngày có hàng trăm cuộc gọi của bệnh nhân trên toàn quốc đến các bác sĩ, và cũng đã đáp ứng được những cái nhu cầu thiết yếu của bệnh nhân, nhất là trong cái thời gian mà giãn cách xã hội. Hiện nay thì đang giãn cách xã hội tại Đà Nẵng và tại Quảng Nam. VOV Bác sĩ 24 cũng là một cái phương án để cho bệnh nhân lựa chọn khi mà có những cái vấn đề về sức khỏe. Thì tôi cũng có chuyển lời cảm ơn của bà con đến các bác sĩ của Bộ Y tế đã rất là nhiệt tình, không kể ngày đêm để tư vấn giúp đỡ cho bà con. Và cũng thông qua chương trình này thì cũng đề nghị bà con là muốn, nếu muốn thụ hưởng cái chương trình miễn phí tư vấn khám chữa bệnh thông qua ứng dụng VOV Bác sĩ 24 thì có thể tải ứng dụng VOV Bác sĩ 24 về điện thoại của mình và tạo tài khoản rồi làm theo hướng dẫn ở trên cái ứng dụng. Vâng, xin cảm ơn ông vì những chia sẻ vừa rồi. Xin cảm ơn chị. Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2020, Panasonic Việt Nam đã tổ chức hoạt động thu gom pin cũ, đổi pin sinh thái Panasonic miễn phí cho người dân tỉnh Nam Định. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng pin và nguồn năng lượng sinh thái không chất độc hại. Hoạt động thu đổi pin cũ cũng góp phần tuyên truyền cho người dân hiểu về việc xử lý pin đúng cách sau khi được sử dụng để không gây ô nhiễm cho môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Sau 4 năm thực hiện, chương trình đã thu gom được 50.000 viên pin độc hại và trao tặng hơn 20.000 viên pin sinh thái Panasonic. Bên cạnh đó, Panasonic Việt Nam cũng phối hợp với Trung tâm Truyền thông Tài nguyên Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định trao tặng 18.000 cây xanh trong chương trình trồng cây thường niên của nhóm các công ty Panasonic tại Việt Nam, góp phần bảo vệ đê biển, đem lại cảnh quan môi trường sống xanh và thúc đẩy quá trình phát triển bền vững cho người dân Nam Định.
Chúng tôi mong muốn đóng góp cho xã hội bằng nhiều hình thức, không chỉ là sản xuất các sản phẩm chất lượng tốt, mà thông qua những hoạt động trách nhiệm xã hội như hoạt động trồng cây. Chúng tôi thu nhận các loại pin đã qua sử dụng từ người dân địa phương và tặng họ các sản phẩm sinh thái mới của Panasonic là loại pin thân thiện với môi trường vì không sử dụng chất liệu độc hại và không chứa ba kim loại nặng gây nguy hiểm cho sức khỏe người dùng và môi trường là chì, thủy ngân và cadmium. Pin đã qua sử dụng sẽ được tập hợp lại và xử lý tiêu chuẩn với rác thải này để đảm bảo an toàn cho môi trường. Không chỉ trồng cây, 100 cán bộ nhân viên Panasonic còn tham gia hoạt động thu gom rác để làm sạch bãi biển và truyền cảm hứng cho người dân địa phương, đặc biệt là giới trẻ, về tình yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Để giảm thiểu rủi ro an ninh mạng, Ngân hàng Nhà nước đang đề xuất sửa đổi bổ sung một số quy định yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng. Cụ thể, tại dự thảo, định nghĩa về mã hóa mạnh được cập nhật, điều chỉnh độ dài khóa đối với thuật toán TDES và EEC nhằm tăng tính bảo mật cho các thuật toán này. Theo đó, khoảng 9 điều 2 của thông tư 47 được đề nghị sửa thành mã hóa mạnh là phương pháp mã hóa dựa trên các thuật toán đã được kiểm tra, chấp nhận rộng rãi trên thế giới, cùng với độ dài khóa tối thiểu 112 bit và kỹ thuật quản lý khóa phù hợp. Về quy định an toàn bảo mật trong phát triển, duy trì các trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ, cũng để giảm thiểu rủi ro an ninh mạng, dự thảo thông tư mới bổ sung quy định về đánh giá công nghệ phần mềm.